ông đen ông phụ ông thức tấn ngày mai. Không nên thức khuya vì đó là sai. Đi cơn xong vô sống khuya là lại. Phụ huynh đừng có kiểu quay bị vai. Phải cho con em kiến thức hình dạng. Vì che em hôm nay tới giờ ngày mai. Mẹ mất cái thơ không coi thường được. Nhà nông nhà kia phải không được chứ. Dạy mẹ biết cách sống ngay khi còn dài. Những cái bé tiếng tơi không nên dừng lại. Gặp những cái mới đưa bé vào đời. Chỉ là những cái đúng những cái nào tôi. Yeah. Mình làm đó cho đến khi mẹ cái bé tiếng thanh cũng phải nhận về. Ok. Mình thế giới là như này có nhiều lúc sẽ phức tạp quá. Và ngay lúc đó bé nếu tự tin đi sẽ thành công. Còn bé nào yêu thì mọi cô gái cũng sẽ bằng không. Mầm non phát triển khiến cho đông nước này sẽ mạnh lên. Vậy thôi chính là điều tự hào của xã hội và gia đình. Nên đôi khi ta đang vô tâm mà không lo thì đừng trách chị vô tình. Qua những phụ huynh mình phải lo chuyện tiền bạc và cơm em mà quên rằng phải đưa đón chị đi vui chơi nhưng lại phải là thương gia hay chân rằm. Rồi nhiều các bé có tài năng nhưng mà không được gia đình mình ủng hộ và ưu mầm. Rồi sẽ ra sao nếu một mai xã hội này cần phát triển như các bé và con chưa được vô tâm. Cái gì đó trẻ em hôm nay thế giới ngày mai cần phát triển hơn đúng right line. Không nên ôm vô thức đến ngày mai. Không nên thức khuya việc đó là sai. Chỉ cần sống vui sống khuya là lại. Phụ huynh đừng có kêu baby vai.